Dân xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình của chị Cảnh Hồng ở Bình Úc ghé thăm mấy chị em dân. Bây giờ dân cũng nấu món ăn để mình đãi chị. Bữa nay dân nấu canh chua cá lóc với ngó sen. Ngó sen này dân cắt sẵn rồi, cái dân ngâm mấy nước chanh đó cho cái ngó sen này trắng rồi. Với gỏi đu đủ, tép đồng. Đây, tép đồng mới lặt xong rửa sạch luôn. Cái món gỏi đu đủ tép đồng này thì mình thiếu là bông điên điển, tại lúc này là không có mùa bông điên điển nên không có bông. Còn cái này là cho sư cô, có một sư cô ăn tương nên dân nấu một món tương. Bây giờ mình bắt tay vô mình làm cho hai chị hai trái đu đủ, hai trái đu đủ mỗi dịch. Sao người ta gọi bằng mỗi dịch? Vì mỗi dịch thì nó đỏ đỏ đó, vì mỗi gà thì nó còn hơi trắng trắng. Ủa, có mỏ gà luôn hả? Mỏ gà là nó trắng, mỏ vịt là nó đỏ. Có đủ hết trơn ha. Mỏ vịt, mỏ gà. Mỏ gì nữa thưa? Mỏ người ta. Tới mỏ người ta là được rồi, tới mỏ người ta là ăn rồi đó. Thường thường cái trái bầu này có người để thì gọt vỏ, có người thì để nguyên vỏ, chị muốn ăn gọt vỏ hay là sao? Nguyên vỏ đó chắc mình gọt vỏ của cô ạ. Bầu gọt cái vừa vừa hết. Thường thường hồi xưa mình bầu sao á cô, cái vỏ nó hơi mềm, cái này cái bầu này cái trái bầu này trắng ăn cũng ngọt nè, trái bầu này mới bẻ liền nè. Bầu sao mà cái vỏ xanh đó. Đu đủ này vừa trộn gỏi luôn nè, cái ruột nó đỏ luôn nè. Mấy cái này cái nào cũng mới bẻ hết. Mới bẻ là mình trộn nó giòn. Đu đủ mà. Sáng giờ mấy chị em dân tôi bẻ à. Để qua đêm nó không có giòn. Bây giờ mình xào tép mình trộn gỏi trước, bắt chảo lên mình cho dầu ăn vô. Chờ mình xả dầu ăn cái mình nấm rồi, mình cho tỏi phi vô. Tỏi này mình phi sẵn rồi. Mình cho tép vô luôn. Xào tép mình cho gia vị luôn để cho nó ngấm vô con tép nó ngon. Hạt nêm, đường, muối. Cái này là món chay để riêng. Cái này để riêng bơ. Chén nó già nhưng mà nó còn ngoài da nó cứng quá, chị chén nó không được vô. Chắc con này để vô dĩa này nè, dễ kéo nè. Đây. Kéo này dùng hết sức nha, bút mấy năm công lực rồi lấy ra hết. Nó không có công lực nó là nó kéo là nó không được vô. Cũng được mà cô. Mà nó không, hơi nó ngắn rồi nè, em kéo cho chị coi. Cái này không cần chị phải làm cho nó nhanh quá đâu. Cho nó mạnh nha. Đúng rồi, chị đè mạnh vô chị kéo từ từ thôi. Thấy chưa? Không, chị kéo, chị cầm hết gì nè, bắt đầu là không hết trơn rồi đó. Kéo từ trên. Nó không có trơn nữa thấy không? Okay. Kéo xuống luôn, kéo xuống luôn. Nè, cái cọng của người ta có sớ nè. Sớ giống xài quá ha. Tép xào thơm, ơi là thơm nè. Tép mình xào vậy được rồi, mình nhắc xuống mình kho cá. Bắt chảo mình kho cá luôn. Cho miếng dầu ăn vô. Đường thấm nước màu. Bỏ mè vô luôn đi hả con? Bỏ mè vô mà lượt. Hai con cá của mình nè. Quá trời, hai con cá luôn. Ngon. Mình kho hai mẻ, còn như nó có chua. Cái nồi này á, thắng nước màu nó khác hơn cái nồi kia. Cái nồi này mình thắng hơi là mình cho cá vô là một hồi là cá nó đỏ rồi. Còn nước màu, còn chảo kia phải thắng nó vàng. Tại nó đen hết trời. Tại nó đen với độ nóng nó nhiều quá. Kho cá vừa ba. Cái này được rồi. Ba khứa được không? Ba khứa. Một chảo ba khứa đi. Cá này mình làm, mình ngâm chanh với muối nha. Cho tập thử cái mùi tanh này, nhưng cá nó không có bị tanh.
mình xào xăng xăng vậy, mình cho nước mắm vô. Cho miếng hạt nêm vô. Rồi mình chụm cho riêu, riêu riêu thiệt riêu thôi. Cá mình kho như là được rồi, mình cho mấy trái ớt vô. Trái ớt này tới hồi chín chín á, ăn cái ra cái mùi ớt nó cay cay ngon á. Chụm tiếp chút xíu nữa mình cho tiêu vô. Rồi là cá kho của mình gì được thì mình cho tiêu vô. Rồi nhắc xuống. Rồi nồi nước canh chua của mình sôi rồi, cũng dầm me xong rồi, mình cho cá vô canh. Rồi cái đầu chứ, cái đầu nó bự quá. Cái đầu cá luôn. Đây. Hồi nãy cô nói cho gấp tôi trực tiếp. Cho hai cái đầu trước đi, còn nhiêu cá này mình để cho lại sau. Chứ cho một lượt cái đầu này nó chín, nó lâu chín đó. Nêm gia vị nồi canh luôn, đường muối với bột ngọt. Mấy khứa cá nhỏ này vớt ra trước à. Con là phẩm không? Vâng. Mình cho ngó sen vô luôn. Chút xíu mình cho cà chua với quế vô nữa. Rồi nào canh chua mình nấu gì được thì mình cho cà chua vô. Đây là tỏi sấy. Cho nước mắm nữa. Cuối cùng là cho quế với ngò gai. Ngò ôm vô. Thì là xong rồi, nhắc xuống. Bây giờ mình chọn gỏi luôn. Cái này là giá. Chọn gỏi đủ giá, bông điên điển, ăn nó giòn thì nó thơm hơn, ngon hơn. Ít giá thôi. Tép mình gam rồi nè, mình cho vô luôn. Nhưng mà mình chừa lại một ít mình để trên mặt. Còn đây là nước mắm. Nước mắm, đường, tỏi, ớt. Mình cho vô đây. Nước chanh. Chọn cái điều rồi mình chọn như vậy là điều rồi. Mình cho miếng tỏi sấy vô cho thơm. Đây là rau găm với quế. Mình cho một ít đậu phộng vô nữa. Đậu phộng này mình rang đập dập bể 2 bể 3. Mình cho vô đây cho nó thơm. Con chọc nó đều là cho ra dĩa ăn được rồi. Cơm canh mấy chị em dân chuẩn bị xong rồi. Giờ dân qua mời mấy cô mấy chú ăn cơm. Nhặt ghế rồi dữ ha. Cô này có 80 mấy tuổi nè. Khỏe quá ha. Ừ. 85 rồi. Lầm. Vậy hả? Sao sao đứng được không? Chú, còn mấy này là em hả? Dạ. Đi nguyên nhà đi chơi vui ha. Trước gì rút già. Gục ai nấy đựng. Cô lại đằng kia ngồi. Sao? Đi lại đi. Dạ.
Đây món chay con để đây. Không, cho sư cô kìa. Chú đáo quá. Dạ. Dạ. Nhắc ra hả? Kéo cái đầu nó lên. Để coi coi. Ủa cái gì? Dạ, chút cái này giống như chả ha. Dạ cái nào? Cái này là núm như núm như đậu hũ. Giống như chả nè. Dạ. Cái này mua mua cái đồ ta bán đồ chai với chợ đó. Dạ được rồi, chị ngồi trước đi. Chị ơi, chị lớn hơn chị phải ngồi trước chứ. Má má qua đây má. Má má với cô qua đây. Cô cho cô có ăn ớt không? Nhiều món quá. Cho cô có ăn ớt không? Để coi nữa. Có ăn ớt thì con sắc ớt vô. Rồi con mời sư cô. Dạ. Dạ ăn muỗng để đũa đây ha. Anh trẻ hơn mà nói vậy. Đi lâu mới giờ lớn tuổi rồi chứ. Thôi mình ngồi luôn đi. Dạ dạ. Thế bác hả? Phải không? Dạ. Không phải, cá này là cá ở chơi dưới hầm. À, mới đi mở bụng vậy rồi hả? Mùng. À, bữa mới thả nó nhỏ xíu hả? Dạ. Cá này là cá lóc á. Cá lóc này nuôi lâu lắm rồi đó, nuôi cả năm, hơn năm rồi nó mới lớn hết đó. Vì cái ao đào chưa tới năm mà nuôi. Dạ không, mình nuôi trong, mương trong. Nhiều chỗ lắm. Thấy cái ao này với mấy ao này nhớ thả chưa có tới năm rồi sao lẻ vậy? Cá gì đây con à? Ăn tự nhiên nha chú. Đi nước cho con. Con cho miếng nước nước canh vô chấm. Đó, được rồi, đúng rồi, chị cho ăn đi. Ăn đi. Rồi, em nhỏ mà em muốn gấp cái gì cũng đủ hết. Nhỏ lớn gì ăn đi hết. Xương luôn, miếng xương ba cái. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Ở bên đó đâu có cá lóc. Cả nhà ăn cơm. Dạ. Rồi đông lạnh không? Dạ. Mời các bạn ăn cơm. Cá lóc. Quá trời ngon. Ăn nhầm chết hả? Sao con nấu hợp khẩu vị không? Nhiều khi khẩu vị trên kia khác. Nhà hàng nha mà. Nhà hàng à. Ăn nha cô. Gió quá nha, ăn quá. Nó mau lạnh quá. Trời ở đây nó ngay gió. Chứ không về về đâu có thích ăn cơm rồi ăn gì không? Ăn hết mấy thùng vú sữa rồi đó. Gì hả? Vú sữa ngay về ngay cái mùi vú sữa gã luôn. Ăn vú sữa ăn mất. Vú sữa đầu mùa thì cũng chưa rẻ. 10.000, 15.000 ký. Đâu có, đâu có. Đâu có. Ở đây có 45.000 đó. Vú sữa đầy mùa đâu có rẻ đâu. Trời, đây có 5 ngàn. Chữa thơ, còn chữa rồi. Ủa, nhưng mà lò đèn không vậy? Lò đèn chỉnh kim á. Nhưng mà nó ngọt không cái đã? Ngọt, cũng ngọt. Nó ngọt không được rồi. Đó cần lò đèn đó. Lò đèn là trái sữa, vú sữa nó tím tím. Dạ, đúng rồi. Nó mắc hơn vú sữa mình. Đúng, đúng, đúng. Dạ, dạ. Nhớ màu xanh mà. Thì chữa thằng thơ đó. Miếng ăn nó ngọt rồi được rồi. Dạ. Ôi đi rẻ hơn ha. Hơi ra buồn bỡ. Buồn bỡ như đưa lên xe ngồi ăn tiếp. Thấy ngồi chứ sống á. Tôi mua lửa. Ăn sữa nào biết không? Cạo một đống mỗi được cái. Ủa đùa hơi hai tôi canh sát bên ngoài. Mua ăn thử rồi được. Nó ngọt. Vú sữa cái này nó hay bị sâu. Sâu ở đây mà sâu hả? Sâu, sâu. Cái kia đâu có bị dội không? Dạ. Chắc người ta không có bọc hả? Dạ, Mỹ Tho ở chỗ cái xứ lò đèn này điểm kim là cái sữa tiết. Đúng rồi, là tại vì không có bọc, ở đây không có bọc lại. Nên bị dội không? Cá à cô? Được rồi, cứ ấy. Hoàng chơi ớt, ăn được không? Không biết ăn ớt á nha. Con gấp lại. Ăn vô cái nhớ tầm lum hết trơn. Khóc. Mỗi lần ăn chay rồi khóc rồi. Đây là con tép đồng của mình, tép sống luôn á. Nó mới đổ giớn vô. À. Dạ. Cái này đang ngon á. Nè cô. Thử ghế. Lấy cho em thôi. Em ơi, lấy giờ gấp ăn rồi. Sợ cô ngại. Không có ngại đâu.
tự nhiên ăn bằng ngỡ gì ăn nữa dạ nó dằn 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 con hồi đó giờ con không có ăn tương. Làm cũng theo chứ. Khổ ngon ha. À, đúng là có bông nguyên điển nên nó ngon lắm, thơm lắm. Nhưng mùa này nó không có bông nguyên điển. Ủa hết mùa hả? Dạ. Có bông mấy không? Cái đũa. Trọng gỏi mà không nó. Trọng gỏi, này là trọng gỏi, gỏi tép đồng. Đúng không cua kìa. Nói khi ăn được cô, con thấy cũng hơi giòn nha mà. Dạ. Tối nay tính gì giờ bắt cá nữa hả? Dạ. Mà tối thì con đi tắm câu. Dạ, giờ được nhiều không? Mà tối thì được 4 con mà nó xảy nhiều. Tại con thăm trễ. Nướng được có 4 con. Vậy là hồi đó đi về đi chơi xa nhất là tới Nha Trang phải không? Dạ. Nha Trang. Đâu có biết. Đâu có biết Nha Trang là miền Trung đâu, ta hỏi đi miền Trung mà đi tới miền Trung nó không có đâu, đi Nha Trang hả? Mình Nha Kiên Giang mẹ, đi qua Phú Quốc. Dạ. Phú Quốc con có đi 1 lần rồi. Ừ, đẹp cái màu luôn. Ừ, Phú Quốc con không thấy không đẹp bằng Nha Trang. Cái Trang đẹp hơn. Dạ, cái thành phố đẹp hơn. Trang núi. Núi mà nó có mây 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 á, đẹp dễ sợ luôn. Vậy không biết trời đâu khỉ. Đi xa quá trời mà đi có một chút xíu rồi mai mốt đi hết mình nữa 2 ngày trời. Coi có một chút đi về uổng không? Đi 3 ngày. Đi 3 ngày mà đi xe hết 2 ngày rồi. Dạ đi về hết ăn ngủ trên xe hết 2 đêm mà. Đêm đi đêm về à. Cháu như nãy mình đi lạc đó hả? Đây là nãy 600 cây số rồi. 600 cây. Hơn 600, 700 mấy á. 600 mấy nhưng để qua đây là 600 mấy. Nha Trang 600 mấy rồi. 500. 500. Từ đây tới chỉnh, từ đây tới Sài Gòn là 200 mấy á. Rồi tổng cộng 700 mấy á. Con hỏi á. 700 mấy đúng không? Dạ, gần 800 cây á. Đây nè, đây 200 mấy. Chứ hôm từ thành phố ra ông Đạt nó đang làm tâm gây à. Ở Nha Trang có chưa có sầu ngon quá, đẹp hết biết. Hôm đó sáng mình đi mình tới trưa tới rồi, thấy không? Kia đi. Sáng rồi. Còn ở đây là... Đêm mà khỏe thấy hả? Dạ. Đêm mà khỏe. Bên đêm tới làm hay luôn hả má? Ừ. Còn ngủ tới sáng nướng nướng một chút đi gan như mình ngủ nướng ở nhà vậy đó. Thế thì thấy ông trời sáng sáng cứ tới. Nằm lăn lóc mà. Lăn lóc. Ngay chân không được khó chịu. Cái ghế thì nằm cái người ta kéo kéo cái màn rồi đó, mình đâu có thấy trời chặn đâu, cứ ngủ. Ngủ cái màn hé hé ra miễn mà thấy ông trời sáng sáng tới. Rồi mày có vô chợ đầm chơi không? Dạ không. Đâu có chợ đầm đâu. Ai không có rồi. Nói chung xe nó đưa đi đâu thì đi đó rồi. Dạ chưa được đi đâu. Chuyến sau con đi nhiều nhiều một chút. Ăn à chú ơi, ăn đậu con cá đi. Chú là mặn con mặn sạch lắm rồi đó, con gập ruột, con cạo hết trơn rồi đó. Cá này bự quá hả? Dạ, con 2 ký mấy 3 ký. Cũng như đậu có 2 ký. 2 ký mấy 3 ký. Dạ. Ai mua chợ? Vì nhà nuôi, nhà nuôi. Không mua cá chợ đâu, cá tôi còn cá nhà. Cá này là nuôi con cá này là nó ăn con cá đồng luôn chứ không ăn cá biển bởi vì nó không có tanh. Ủa cá biển không? Mà ăn mấy con cá nuôi mà hơi gông là nó nuôi con cá biển á. Mình nuôi mình đâu có bán đâu. Dạ không. Nên mình phải nuôi đồ ngon chứ. Dạ. Nuôi để dành đãi khách nè. Nhà xứ còn hiếm cá. Mùa này là ít rồi nè. Nổi mới nhiều cá lắm mà. Nhiều mà nó ít. Rồi video của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.